ghê. Trời ơi, thích quá ông ơi. Trời ơi. À, dừng lại, dừng lại. Gì? Hình như bà hội đồng á, bà rình sau lưng mình á. Phải không? Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3. Ông quay qua từ từ nghe không? Được, được, được. 1, 2, 3. Dạ, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ủa, gì á? Ủa, chị đi đâu mà thấy cái gì gì lén la lén lút mà lũi vô gốc cây vậy? À, tại vì kiến cắn nên tôi không xuống tôi gãi. À, dạ, dạ. Dạ. Ồ, kiến này nó ghét quá ha. Dạ, yeah, ruộng lúa phì nhiêu quá em. Dạ. Được mùa tốt quá em. Dạ. Vậy sắp trả tiền tôi đúng không? Dạ, 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 dạ. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Lúa này tốt quá là nhờ tụi em phun phân bón lá. Dạ. Không có tiền trả cho tôi mà phun phân bón lá hả? Thì biết sao không? Thiệt tình là tụi em chưa có tiền. Cái số phân này là nó dư cái mùa trước. Còn lại tụi em mới lấy ra mới là trộn với nước là phun. Ai ngờ nó tốt quá, xá tốt luôn. Trời, hiệu quả cao ghê luôn chị. Công nhận nha, ông chồng em thông minh dữ vậy đó chị. Nói gì? Phân của mùa trước. Dạ. Dạ. Pha với nước của mùa này. Đúng rồi chị. Đem bón phân lá. Dạ. Đúng rồi, hiệu quả. Dạ, dạ. Vậy mà nó phì nhiêu như vậy. Dạ. Bây giờ nói tóm lại, thu hoạch là phải trả liền. Dạ, dạ, chị yên tâm. Mình nói vậy không biết bà có tin không nữa. Tin sống tin. Tôi tìm hiểu kỹ rồi ha. Dạ. Bà đó là coi như bữa giờ bà tính mua phân bón lá cho lúa của bà. Ừ. Bà kỳ kèo, bà trả giá bà năm, bà không chịu mua. À. Ha. Bà, cái tính của bà là bà vừa tham vừa kẹo, thế nào về bà cũng bắt trước mình làm mà. Ê trời ơi, trời ơi, ruộng của tôi, lúa của tôi, chết, không. Gì giật ngược vậy bà? Giật ngược cái đầu mày á. Trời ơi, mày phun thuốc cái kiểu gì mà lúa của tao bây giờ lật liền lật loại hết là sao? Ồ. Ê, con bé mày, nói liền. Thì bà kêu con phun sao con phun y vậy, đâu làm sai miếng nào đâu. Trời ơi, mày còn cãi nữa hả? Trong khi phun như vậy mà lúa của thằng Chính là tốt, còn lúa của mình lật liền loại, mày tao nói là còn cãi. Cô, có gì mà con thấy cô bực bội vậy? Ê trời ơi, may quá. Trời ơi, cậu tới đây may quá, tôi hỏi cậu nè, cậu làm ơn giải quyết giùm tôi coi. Tại sao vậy? Tôi phun phân bón lá, mà tại sao mà giờ thằng Chính là lúa lên xanh tư, còn lúa của tôi nó lật liền lật loại hết trơn. Cô phun phân bón lá, mà ruộng cô bị bệnh. Ừ. Ủa sao kỳ ta? Thật sự mà nói á, thằng Chính nó chỉ tôi. Tôi không phải là phun phân bón lá, mà tôi lấy phân của mùa trước rồi lấy nước của mùa này, tôi làm thành phân bón lá tôi phun. Trời ơi, cô lấy phân bón gốc pha với nước làm phân bón lá. Ừ. Phun trên lúa. Ừ. Ai chỉ cô kỳ vậy? Thằng Chính chứ ai? Chú Chính. Ừ. Trời ơi, cô không có được lấy cái phân bón để pha với nước làm phân bón lá. Vì khi phun như vậy cái lượng phân mà nó tan không hết á, nó dính ở trên lá, nó sẽ gây cháy lá ha. À, rồi nó gây nghẹt bét nè cho quá trình phun nè, rồi tốn công phun nè, tốn tiền phun nè. Mà giờ ruộng cô cháy trơn vậy đó. Ê trời ơi, trời như vậy đó, nhưng mà tại sao nó cũng phun như tôi mà thằng Chính là ruộng nó tốt mà ruộng của tôi là mới cháy là sao? Chú chính phun hồi nào, hồi từng rồi con thấy chú Chính đi qua đại lý cô Nam Mù mua phân bón lá về ruộng mình phun, mà chú Chính ổng rất là giỏi kỹ thuật. Ổng có ẩu vậy đâu. Trời ơi, tôi hiểu rồi. Trời ơi, như vậy là thằng Chính nó lừa tôi. Trời ơi, nó lừa một cú đau đớn, đứt gan đứt ruột của tôi, tiền của tôi, lúa của tôi. Bà, trời ơi, bà có sao bà? Không ngờ bà Hội á bị vợ chồng ông Chính chơi cho một vố à. Có nhiều bà con mình lầm tưởng là có thể lấy phân bón pha loãng rồi phun cho cây lúa có thể thay thế được phân bón lá. Nhưng như vậy á là sai hoàn toàn nhá. Phân bón mà pha loãng để mà thay thế phân bón lá đó thì hiệu quả kém nè, vừa tốn công vừa tốn tiền, nhưng gây hại cho cây lúa nữa. Bởi vì phân á không thể nào tan hết được, rồi bám lên lá sẽ gây cháy lá, dẫn đến là dễ bị các loại dịch hại tấn công. Cho nên bà con cần lưu ý điều này nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Buộc ta trở lại và lợi hại hơn xưa. Từ ngày 15 tháng 10, khi bà con nông dân mua một trong ba sản phẩm Cantanin, Diệt Mầm và Super Bù sẽ có cơ hội trúng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xe SH150i, 19 xe Future cùng hàng trăm ngàn phần quà có giá trị khác. Buộc ADC trao thưởng thấy mê. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Diệt Mầm ADC ra mắt chai lớn 1 lít. Diệt mầm 1 lít, diệt mầm 1 lít, tiện lợi, tiết kiệm chi phí, diệt mầm sạch cỏ, không lo chết mụn, diệt mầm kết hợp Cantanin thì cỏ nhỏ không lo, cỏ to chết sạch, ADC mang đến sự tốt lành.
Viết mầm ADC ra mắt chai lớn 1 lít. Viết mầm 1 lít. Viết mầm 1 lít. Tiện lợi, tiết kiệm chi phí. Viết mầm sạch cỏ, không lo chết mụn. Viết mầm kết hợp cantanin thì cỏ nhỏ không lo, cỏ to chết sạch. ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bền.